chào cả nhà nha. Bắt đầu một năm mới, chúc tất cả mọi người có thật là nhiều điều may mắn, niềm vui trong cuộc sống ha. Hôm nay là mùng 8 Tết, là dì búp bê Vĩnh Long là khai trương lại nè. Đặc biệt là có một cái chương trình là tặng bao lì xì đầu năm gửi đến quý khách hàng thân yêu của dì búp bê Vĩnh Long. Và đặc biệt cũng sẽ có một cái chương trình giảm giá để cho quý khách mua mua giày đầu năm giá cực rẻ, vừa đẹp vừa rẻ đầu năm luôn, và còn được nhận bao lì xì nữa để lấy hên đầu năm ha. Thể thao thì ở shop hiện tại còn rất là ít hàng, nhưng mà đặc biệt những cái mẫu này là cũng đang rất là hot trend của thể thao năm 2021 này. Và cái số lượng thì không có nhiều, size thì cũng còn rất là ít, nên khi quý khách hàng mình còn đang cần một đôi thể thao nào đó để mình đi làm, đi chơi thì hãy đến ngay giày búp bê Vĩnh Long. Vừa mua hàng được giảm giá, vừa được nhận bao lì xì, còn được giày đẹp nữa, giá thì siêu rẻ luôn quý khách ơi, hãy tranh thủ nha.